mấy khu công nghiệp nó về đông lắm. Sáng sớm đi lấy cơm mà chưa có cơm, còn sớm quá. Nên cầu Cây Me gặp bà có gánh gánh rau đi bán, mà này bữa nào cũng đi bán. Có cái cảnh chùa luôn đẹp. Cái này là ở trên cầu Cây Me. Rồi rằng là bà này chắc người Châu Lăng, ở bên Châu Lăng, ở xã của tôi nè. Gánh một gánh rau sáng sớm đó, đi bán ở bên chợ Phi Công. Gánh rau này chắc tới 200 ngàn á. Ở quê kiếm được 200 ngàn là ok rồi. Đang qua cầu Cây Me. Bên phía này là phía Phi Công rồi. Hôm nay nước mưa ấy trên đồng. Hôm nay không miếng ấy lưới hay gì. Thầy dở lưới. Con nhớ cái chùa này không? Cái chùa đẹp nhất đồng bằng sông Cửu Long. Chùa Tà Phạn. Ổng sông nữa không? Ổng chuyển nữa, quay không? Sáng thì tạnh rồi nhưng mà thấy không may nữa. Mấy hôm nay mấy đứa nhỏ đi làm mấy khu công nghiệp nó về đông lắm. Rồi sao phân bổ nó không phải cho nó về cách ly tại nhà những đứa mà chết ngừa xong hoặc là xét nghiệm thấy âm tính. Tình hình thì thấy cho tới nay cũng êm, có điều là cái sự khó khăn trong đời sống của người nghèo vẫn tiếp tục. Thì mấy đứa nhỏ đó ngày xưa đó, tụi nó đi làm đó, đi làm trên khu công nghiệp thì nó là cái nguồn thu nhập của gia đình. Tới bây giờ tụi nó về nữa, mấy tháng trời nó nằm ở trên khu công nghiệp, nó bị
cách ly phong tỏa gì ở trên đó, cái giãn cách xã hội thì cũng hết tiền hết bạc rồi, sống cũng nhờ dài hơn nữa. Đây là lúa chín vàng đẹp và chắc không có khách du lịch đâu. Tiền bạc thì xài văn hết rồi, và tới bây giờ chịu không nổi chạy về dưới quê thì cũng tụi nó cũng đâu có tiền không, nên thử cái khó của gia đình vẫn còn mà khó rất đông. Tại vì mấy tháng mình không có đủ tiền về cho cha mẹ nuôi con đó, cha mẹ phải gặp khó khăn này. Và bây giờ tụi nó chạy về nó cũng không có tiền nữa, thì cái này phải cần tới sự giúp đỡ của nhà nước hoặc là của các nhà hảo tâm để tôi đi phát cơm trong xóm thì có thấy tình trạng đó. Những cái hồi mà trước đây đã thoát nghèo với nhà đi làm ở Bình Dương á, bây giờ nó vô lại tới cảnh nghèo tại vì không có thu nhập. Có nhiều đứa nó đi nó không có về, có cặp vợ chồng ở bên Hàn Quốc á là bị bệnh Covid là mất hết hai vợ, mất luôn hai vợ chồng, bỏ con lại cho ông bà với quê nuôi dần. Không biết tình hình nó như thế nào, mấy cái hoàn cảnh đó thì không muốn mà tôi không muốn đào sâu thêm, chứ đào sâu thêm thấy buồn. Chứ đây là tháng 9, tháng 10 là lúa chín nó đẹp, này là con còn mang đây, con kia là ngò trắng. Này là cò trắng này. Bà con mấy ngày nay từ ngày 30 tháng 10 từ ngày 30 tháng 10 tới giờ này là đi xô và rồng rắn rủ nhau lũ lượt cơ chạy bỏ mấy cái khu công nghiệp về để về quê là thấy xót xa lắm rồi. Đợi chiếc xe đi chở 3-4 người, có chiếc xe có chở 4-5 người, con cái lúc và đi đường thì mưa gió như thế này mà đường dài nữa rất là nguy hiểm. Ít nhất thì cũng phải qua Tết thì rồi mấy đứa trẻ đi làm khu công nghiệp nó mới nó để nó đi trở lại làm khu công nghiệp nó làm việc. Chứ bây giờ mà nó vẫn sợ nó thì ở dưới miền Tây này hình như là tỉnh huyện nào cũng có đám thanh niên mới đi làm việc ở trên khu công nghiệp đó. Và nhờ vậy mà nhiều hoàn cảnh nó được thoát nghèo, rồi dính vô với
bệnh Covid này là giảm nghèo nghèo nghèo.